Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người đã trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì hôm nay em sẽ quay cho anh em phục vụ về anh em một cây cưa sứt nha anh em. Đó, con này thì anh em lưu ý xài điện 100V ha. Đó, con này Trung Quốc sứt nha anh em, Trung Quốc sứt Nhật nha. Công suất của nó là 1050W nha anh em. Đó, 1050W nè, Trung Quốc sứt Nhật nè. Đó, Regina nè. Shinko nè ha. Đó, thì con này chạy ok, anh em xài lam 3 tắc nha. Con này em bán giá 300, xin lỗi, con này em bán giá 400 ha, chuyển khoản đủ em bao ship nha anh em. Đó, chuyển khoản đủ em bao ship, nó ngoại hình khá đẹp nha mọi người. Đó. Mũ ha, làm còn ngon lành. Rồi, em test máy cho anh em xem ha. Anh em lưu ý là xài điện 100V nha. Còn đầy đủ ha, cha bảo vệ rồi nè. Đó, xài lam 3 tắc nha anh em. Đó, Trung Quốc sức nha. Đó, hàng Trung Quốc. Sức qua Nhật thì tiêu chuẩn không phải như tiêu chuẩn của Nhật Bản nó cao lắm anh em, chứ anh em không phải là nói đồ Trung Quốc là đồ không có chất lượng ha. Trung Quốc sức qua Nhật là phải có chất lượng, đầy đủ cái tiêu chuẩn của họ họ mới cho qua ha. Đó, thì con này em bán 400 anh em, chuyển khoản đủ em bao ship nha. Máy chạy ngon lành, đi nhỏ còn nè ha. Rồi, em xin kết thúc clip nha mọi người.